lấy chồng là lấy người nước nào chẳng được đúng không? Đông nhất thiết phải là Hàn Quốc. Ủa? Thì em thì Hàn Quốc em chưa đấy. Tại vì ba em đang ở đó mà, nên là em đang muốn về Hàn. Chúc mừng Tùng Maru, em không phải là người đẹp trai nhất công ty trong mắt Hansara. Tôi biết mà. Thứ nhất là anh hạng nhất. Hạng hai, anh béo. Hả? Anh béo? Okay. Cái gu của em lại vậy luôn hả Sara? Em tổn thương anh chút đi rồi. Gặp anh là anh khóc mất rồi. Ý là anh đang chơi mất rồi đúng không ạ? Nhưng mà kết quả là sao? Anh chơi em nhớ dở không anh? Không, nhưng mà kết quả là như thế nào? Trong ngày em người ta mới đi chương trình về rớt mà tự nhiên giờ chơi tay rớt dở. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin Four hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Hansara thích rap hơn là thích hát. Hansara thích rap. Nhớ kết nhau đắp chung, kết nhau nắng dài mưa dầm mát nhau. Cái đó là hát rồi. Cái gì đã có lúc em ngất đâu, tình mình như trăng với sao. Dù ném đá vẫn đã cần thiết thì dùng răng cắn nhau. Chị Nan là ship mà em yêu thương nhất. Nỗi đau ngầm thủ hình như đang được chứng cất. Sao anh lại cho em bao nhiêu lời đừng mà để sự in hẳn trong tim biết cơ mừng để tương tật. Thương nhau phải cần nhau, cần nhau mới cần nhau xa nhau, xa nhau phải nhớ nhau thì chờ nhau đến bên nhau xong cãi nhau, mắng nhau xong đánh nhau rồi dỗ nhau, dỗ nhau rồi dỗ nhau, không được đừng chán nhau nên bỏ nhau thì ghét nhau vì yêu nhau. Anh như cái chắc quần áo đằng sau cổ, chúng cất văng đi cho cuộc đời tôi đó bớt phải đau khổ. Cuộc đời anh sung sướng chứ đằng sau khổ, vết ra không ai bên cạnh mưa gió chờ trời trung gió lại đau khổ. Đó, Tùng Maru ơi, sau khi mà em nghe một cái phần rap hết sức là thuyết phục từ Hansara thì cái ý kiến là Hansara thích rap hơn là thích hát. Em tin hay là không tin? Em chọn không tin, tại vì Hansara mà em biết thì đúng là tại vì rap hay là hát thì nó cũng là âm nhạc thôi. Nhưng mà nếu mà để cho Sara chọn một trong hai rap với hát thì Sara chắc chắn sẽ chọn hát. Anh chắc chưa? Chắc, tại vì nó là thứ em làm tốt hơn. Ý anh là em rap dở hả? Không, ý là em hát tốt hơn em rap vậy thôi. Đúng không? Nhưng mà em là anh đang chê em rap dở đúng không anh Tùng? Người ta vừa rap 30 giây liên tục luôn mà Tùng lại chê người ta là rap. Không, em không chê. Đừng có lèo lái cái câu nói của em như vậy. Cái câu nói của em là Hansara tốt hơn em rap. Em tổn thương anh chút đi rồi. Gặp anh là anh khóc mất rồi. Ý là anh chê em rap dở đúng không anh? Nhưng mà kết quả là sao? Anh cho em nhớ dở không anh? Không, nhưng mà kết quả là như thế nào? Trong ngày em người ta mới đi chương trình về đó mà tự nhiên giờ chơi tay rắp dở. Không em không chê. Bây giờ nhưng mà tại sao hồi nãy giờ em mắng rắp hết trời, xong anh nói em là theo anh đi thì là em rất hay hơn rồi rắp. Kiểu như là Hasara bây giờ em đi hát đi đừng rap nữa vậy buồn. Đâu đó có đó đâu có nghĩa là Sara không hay đâu. Sara hay nhưng mà cái vấn đề là bản thân em thích nghe Sara hát hơn là rap. Ok, bây giờ là đáp án của em chọn hay là đáp án chọn một lần nữa đi à? Tin em sao không được, không tin. Em không muốn cái câu nói gì nữa, anh muốn chọn thì em chọn đi. Em chọn không tin. Em chọn không tin. Rồi, Tùng Maru vẫn kiên quyết chọn đáp án không tin. Bây giờ chúng ta sẽ đến kết quả từ hệ thống. Ai mệt quá. Đáp án chính là đúng. Đáp án có nghĩa là Hansara vẫn thích hát hơn là thích rap. Tất nhiên là mọi người, em là đáp án mà. Hansara dự định năm 30 tuổi sẽ về Hàn Quốc lấy chồng. Ôi trời ơi. Bây giờ em mấy tuổi rồi? Em 21. 21 tuổi là còn 9 năm nữa em về Hàn Quốc lấy chồng theo như lời nói của em đúng không? Em có dự định là lấy chồng vào tuổi 30. Và đó, không biết nói thì sao nữa. Ý là em nghĩ là 30 tuổi em sẽ lấy chồng. Và em nghĩ là em sẽ về Hàn Quốc lấy chồng. Ủa mà ngộ lắm. Tại vì hả, lúc mà anh ở công ty á, thì anh cứ nghe thoáng thoảng bên tai là ai cứ gọi chồng ơi và nói với Tùng Maru. Anh không biết ai gọi, ai nói cái đó nữa. Anh Sơn đó, anh Sơn Sò đó, anh không nhớ hả? Không, anh Sơn Sò đó. Chính là anh Sơn Sò. Tùng, hãy nói một câu công bằng làm chứng cho anh đi, có nghe mấy câu đó không?
Anh cô đi, đúng rồi anh cô đi. Anh cô đi hay cứ chầm những người. Đây là Tùng lắm. Đâu cái đó là anh trợ lý kêu anh, Phúc á. Không, vì vậy. Vậy là Tùng Maru nghĩ là Hansara sẽ 30 tuổi và cũng lấy chồng đúng không? Ờ, em nghĩ là em không nghĩ là cái câu này em nói với chị trợ lý của em. Xong chị trợ lý của em lại nói cái này cho chương trình, hiểu không? Oh my God. Khoan, cái câu vừa rồi có phải là mồi mày không nhỉ? Chứ em nghiêm túc mà nói là em không tin đâu. Tại vì... Nóng đỏ mừng luôn. Tại vì dự định 50 tuổi sẽ về Hàn Quốc lấy chồng. 30 à. 50 thì quắc rồi. 30 thì quắc rồi. 50 thì quắc rồi. 30 thôi. Dự định năm 30 tuổi sẽ về Hàn Quốc lấy chồng thì thực ra là 30 tuổi lấy chồng lấy người nước nào chẳng được đúng không? Đông nhất thiết phải là Hàn Quốc. Ủa? Thì Hàn Quốc em sẽ chọn là, em sẽ chọn là không tin. Tại vì ba em đang ở đó mà, nên là em đang muốn về Hàn. Tin đi Tùng ơi, anh thấy chân thật quá trời luôn á. Thấy chân thật lắm luôn á. Không, em chọn không tin. Gì hả? Con bé nói tới vậy luôn mà em không tin hả? Anh là anh tin rồi đó. Em vẫn chọn không tin. Em vẫn chọn không tin luôn. Đúng rồi. Em hãy nhắc, hãy lặp lại một lần nữa đáp án của mình đi. Cái này là anh nói nhưng mà anh nghĩ không nghe nha mọi người nhé. Đáp án của Tùng Maru là không tin. Ok, đáp án của Tùng Maru là không tin. Chúng ta sẽ đến kết quả của từ chúng ta sẽ đến với kết quả từ chương trình. Trời ơi. Sao mà tin được? Ủa, em nếu, nếu mà thật sự. Đúng rồi, em trả lời đúng rồi. Nếu mà thật sự mà Hansara cưới chồng ở tuổi 30 em nghĩ như thế nào? Nói chung là em không có định là phải cưới ở đâu hay là người nước nào hết á. Mấy cái đó đối với em nó không có quan trọng. Quan trọng là mình có thương người đó hay không. Và về cái dự định năm mấy tuổi á, em thấy cái đấy nó cũng khá là vô lý đối với em. Tại vì là đối với em tương lai mình không bao giờ biết được nó sẽ xảy ra cái gì. Mặc dù 30 tuổi mình sẽ cưới chồng đi. Nhưng mà đến 30 tuổi cái em thấy hả, em phải còn phải phát triển sự nghiệp nhiều quá. Ok, không được rồi. Không được đâu vậy, nó cũng vậy à. Thì cái gì nó đến nó sẽ đến. Em không có dự định là năm bao nhiêu tuổi là em sẽ về ở đâu và lấy chồng người nước nào. Người nào mà em yêu thì là cái người đó sẽ là cái người em cưới vào cái độ tuổi đó. Chứ không nhất thiết phải là người nước nào như kia. Tình yêu tới thì nó sẽ tới thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà em chỉ chắc một điều là cái nơi mà em cưới là sẽ chắc chắn sẽ có ba em. Thì một là ba em sẽ đến cái nơi em cưới, hai là em sẽ về cái nơi ba em đang ở để em cưới, thế thôi. Tùng Maru, còn cái chuyện mà dựng vợ gả chồng của em thì em nghĩ thế nào? Hả? Dựng vợ gả chồng của em á hả? Ừ. Là sao? Anh nghe nói nhất gái hơn trai nhì hai hơn một á. Hả? Nhất gái hơn hai nhì trai hơn một. À, dự định lấy vợ của em á hả? Em nghĩ khi nào em đã hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi thì em sẽ nghĩ tới chuyện đó sau. Đúng! Tuyệt vời anh ạ! Chính xác! Bây giờ câu chuyện cuối cùng của Hansara là Hansara thấy Tùng Maru là người đẹp trai nhất công ty. Wow! Một phạm trù khác luôn á. Cho em trả lời luôn. 3, 2, 1, không tin. Sao vậy? Sao không tin? Sao ra em phải làm cho Tùng tin đi chứ. Tùng Maru đi cả những công ty mà đúng không? Cái này anh phải nhìn từ cái góc nhìn gọi là góc nhìn cá nhân của em nha. Chứ anh không có được nhìn từ cái góc nhìn gọi là góc nhìn chung. Thôi em cứ trả lời là không nhé, tại vì không tin nhé, tại vì vẫn có một cái trực giác gì đó mách bảo với em là cái này là không đúng. Sau câu trả lời này em cảm giác anh Tùng với em cần một cái thời gian có thể hẹn nhau đi cà phê ngồi nói chuyện hay gì đó để hiểu về nhau hơn. Có vẻ là mình đang rất là... Chúc mừng Tùng Maru, em không phải là người đẹp trai nhất công ty trong mắt Hansara. Tôi biết mà. Anh thích mình buồn cười. Chúc mừng Tùng Maru. Đau lòng á. Nếu mà Tùng Maru không phải là người đẹp trai nhất công ty
thì ai là người đẹp trai nhất công ty? Dạ, tất nhiên là anh Thắng rồi. Ồ, vậy là quá trời mà. Thì rõ ràng là em muốn cưới một người giống như kiểu như là chị Nhi cưới anh Thắng và anh Thắng cưới chị Nhi, thì chắc chắn là em, đối với em cái đẹp trai đấy nó không phải là nói chỉ về ngoại hình không đâu, mà nó còn có nhiều thứ khác phụ thuộc vào nữa. Thì đối với em anh Thắng là một người đẹp trai nhất công ty. Yeah. À, là anh không ổn, anh không biết là nói... Maru có nằm trong top 3 của em hay không? Em chưa có xếp ra top 3 đâu, tại vì em chỉ one and only anh Thắng thôi ạ. Thôi bây giờ thì lỡ rồi em xếp top 3 luôn đi. Hạng 1 là anh Thắng rồi, hạng 2 là ai, hạng 3 là ai? Thứ nhất là anh Thắng, hạng nhất. Hạng 2. Anh tò mò không biết là Tùng có nằm trong top 3 không nữa. Chú Sông Luân. Người thứ hai là chú Sông Luân. Chú Sông Luân là một người rất là, gọi là lúc nào cũng mang một cái năng lượng rất là tích cực á mọi người. Thứ 3 là anh Béo. Hả? Anh Béo? Anh Toki đúng không? Anh Kiểu. Anh Hiếu. Ok. Đó, cái gu của em lại vậy luôn hả Sara? Không, Tùng Maru vậy không được, em phải tôn trọng gu của bạn. Bạn đừng có sao nữa, em cũng không có được. Nói như vậy hiểu không? Thì anh đúng rồi, gu của em tại sao lại chắc? Em đã nói là cái đẹp trai ở đây của em nó không chỉ nói về ngoại hình không mà. Gu của Sara, top 3 người đẹp trai nhất công ty trong mắt Sara, hạng 1 đó chính là anh Đông Bắc, hạng 2 đó là anh Sông Luân, hạng 3 đó là nghệ sĩ Đỗ Hiếu. Anh nhưng mà điểm chung của ba người là gì? Điểm chung của ba người vừa là gì? Đều trên 30. Ê, à gì anh sắp trên 30 rồi hả Hansara? Anh Béo đâu có trên 30 đâu, anh nói gì vậy? Cho anh Béo giận nó.